Phạm Hùng tên thật là Phạm Văn Thiện, sinh năm 1912, trong một gia đình trung nông ở làng Long Hổ, tỉnh Vĩnh Long. 16 tuổi ông tham gia hoạt động cách mạng, năm 1930 được kết nạp vào đảng. 19 tuổi ông làm bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho, năm 1931 trong cuộc meeting của 3.000 nông dân. Kỷ niệm ngày quốc tế lao động ở Mỹ Tho, ông đã bắn chết một tay sai của Pháp và bị bắt. Năm 1932 ông bị kết án tử hình. Sau giảm xuống khổ sai và đẩy ra côn đảo, sau cách mạng tháng 8, ông được đón về và giữ chức bí thư xứ ủy lâm thời Nam Bộ. Năm 1955, ông được lệnh ra Hà Nội năm 1956 và Bộ Chính trị. Năm 1958 được bầu làm Phó Thủ tướng. Tháng 7 năm 1967, ông trở về Nam giữ chức vụ bí thư Trung ương Cục Miền Nam, chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam và chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh. Năm 1976, ông tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng năm 1987 làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng